Chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Hàng Nhật Quang Trường. Hôm nay xin giới thiệu đến tất cả các bác đó là một cái mẫu Sanyo mặt quỷ. Dòng này màn hình đổi màu, có giọng nói này. Đấy, rất là đẹp. Thì cái mẫu Sanyo này thì dường như bây giờ thì nó còn rất là hiếm. Đấy. Ngoại hình rất là đẹp, con này sản xuất năm 2011 nhé. 2011. Và đây là cái mã nồi đây các bác này. Mã nồi là CH10NX. Đó, ngoại hình con này thì rất là xuất sắc, không có cấn móp gì cả. Đây. Chi tiết từ đằng sau này. Con này thì xoang của nó là xoang vàng nhá. Và cái chế độ lấu thì con này, ví dụ đây các bác vào chế độ ủ này, màn hình sẽ sang màu vàng cam này. Rồi, menu thì màn hình màu xanh nhá, màu xanh dạng màu xanh tím này. Còn đâu vào chế độ lấu. Cái này có chế độ nấu cơm cháy nhé. Đây. Rất là hay. Dòng San có chế độ nấu cơm cháy này. Đó. 50 phút cơm cháy nhé. Rồi em sẽ cho các bác xem một chút về trong lòng xoong và gioăng. Xem là con này nó đẹp. Tuyệt vời luôn các bạn. Đấy. Con này em đã test ok này nhé. Đây. Từ cái phần gioăng phụ các bác nhìn này. Nhìn nó như mới, như chưa sử dụng. Quá là tuyệt vời luôn ạ. Chiếc này sản xuất năm 2011. Đấy. Rất là lâu rồi nhưng mà chiếc này chắc chắn rằng là nó rất ít sử dụng nên nó mới được mới như vậy. Đây, cái thử cái phần có phần nắp nhôm này, cái phần nắp này là nắp chắn bọt nếu mà các bác nấu cháo nhé. Đó. Đây em test nước các bác sẽ thấy là vẫn còn nước ở bên trên này. Thì tất cả em đã test mọi chức năng ok rồi. Chiếc nồi này thì rất xứng đáng để bác nào sưu tầm nhé. Đây, nòng vàng. Xoong này nó cũng có mã của nó nhé. Theo cái mã này CS10NX. Đó. Nòng xoong theo mã của nồi luôn. Còn đây là phần bên trong. Các bác sẽ thấy cái vành này. Vành ủ này. Còn rất là đẹp. Phần dưới mâm từ cũng được mạ màu vàng luôn. Đó, phần dưới mâm từ có một vạ mạ màu vàng y hệt như là cái bên ngoài của cái xoong này nhé. Và mã lồi các bác sẽ thấy rằng nó sẽ như cái dòng này, em thấy là mã lồi nó trùng với cái này thông số đằng sau này. Đó, cũng là CS10LX. Màn hình rất là đẹp, đổi màu, nấu cơm cháy này, nấu nhanh này. Đây là phần chọn gạo, trước nồi là nồi 1 lít các bác nhá. Đó, phần trên chọn gạo là có gạo trắng này, gạo không vo này và gạo lứt này. Gạo lứt này mầm này. Và cháo gạo lứt cũng có kìa. Đó, rất là hay đúng không các bác? Con này rất là nhiều cái chế độ. Đó. Hẹn giờ nấu này. Đây phần nắp hơi nhé. Đây. Phần nắp hơi này. Rất là đẹp luôn ạ. Như chưa sử dụng. Đấy, bác nào mà yêu thích sưu tầm thì có thể lựa chọn chiếc này nhé. Đó, lựa chọn chiếc này. Đấy, phần hẹn giờ thì các bác khi các bác hẹn được giờ thì nó sẽ lên đèn màu xanh ở đây nhé. Đó, hẹn giờ các bác gì ạ? Màn hình chuyển sang màu xanh luôn, rất là đẹp đúng không ạ? Còn đây khi nấu luôn thì nó đèn nó màu đỏ này. Đó, ủ cơm thì bắt đầu cái màn hình nó sẽ chuyển màu vàng này. Bác nào ưng thì liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành, Hải Dương. Thì trước này em đang bán với giá đó là 1.800.000 đồng nhá. 1.800.000 đồng. Giòn xoong như mới. Quá là xuất sắc luôn ạ. Đẹp tuyệt vời. Dòng này thì thực sự là bây giờ nó không còn sản xuất nữa, rất là hiếm. Nếu các bác sử dụng cái dòng San này các bác biết rồi, cơm nó nấu thì cực kỳ là ngon. Chiếc xoong này trọng lượng của nó là 1 cân nhá. 1 cân cái chiếc xoong này. Không hề nhẹ đâu ạ. Xoong cực kỳ là dày lặng. Đối với chiếc này, ví dụ như các bác mà muốn vào kích nóng nhanh, các bác có thể là vào chế độ nấu nhanh này. Đó,
và chế độ nấu nhanh nhé. Chỉ trong vòng mấy phút thôi là cơm nóng cực kỳ là ngon. Áp suất kho vung nhé, áp suất kho vung. Rồi bác nào ơn thì liên hệ trực tiếp giúp em nhá. Con này thì có lấu cơm cháy, dòng san cơm cháy thì không có nhiều đâu ạ. Chỉ trên một số các dòng mã như này. Đấy, màu mã, dòng mã màn hình đổi màu này sẽ có nhé. Ok, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn.